Long mong yong mong sơ chị out the light the look at game for my day yong tang the yule tao vi ku chi chum brơ me that game for my mouth for band a young and time yong kut hai yong sơ chị ban game kruk 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 đại dương từ tour ban pi cà kê ở ban cứ được toàn ai hay bây giờ vô thà cà hậu bài bay pe bảy trăm ngày cứ chơi riêng sầm khán chứ cà kê ngày cứ được bay máu không mà ngày cô về chơi riêng sầm khán được cái này nhưng sau đó em ao từ lại khăng để pon chơi mình cà kê bắt đầu bị nhóm bạn ăn sập hơi nâng bắt đầu bị sập còn dây để không phớt cả bỏ châu rồi gần đây chẳng chịu đam với thời nhóm cái này mới làm thà ô kê mẹ lấy sai thì kê cứ phía chui đó sọc cấp hiệp dương bằng tép tôi từ với bác sĩ dương kê ạch cực rõn vì ác bông phản sọc cấp hiệp dương được kìa nhưng vì chúng ta lãnh thông mây xâm mẹp nhóm cứ thư dương nè nhóm kê nhóm bán bằng bầy màu nửa bây dục hay tôi có con này tao hãy cứ bảo vạc khả lăng mềm tên hay nhóm chung ngọc lần này thì hãy bán cho nhóm kê nhóm xây cho bán cực rõn hãy đây bán cho nhóm nơi đo dục dục trời của mẹ chứ hay nhóm rõ khơi bố cô mà nè đã thua nhóm kê nơi dục trời ấy cứ bố cô này cứ tu sạp là ngay còn bây giờ nhóm anh sẽ phải nâng cái nhóm tụi bài hát phá cho nôn bì để dương mình cứu bà tu sạp môn bê để dương châu kê hát phá tí mới cứ nâng bê để giúp là riêng cái bỏ dương vì chân nó ổ môn mà dạng chúng ta mới là tuần nên vì chơi ổ môn mà dạng để chui cực rộng đồng này để cả kê bỏ dương chân nâng bê để viên lãng khá búa viên nâng thua ở riêng cái bỏ dương chạm một người kê bản tay bê phớt cứ viên nâng thật lẽ cho vinh đồng bê ở riêng cái bỏ dương phía nhạc bị kê chân nâng càng nghe bảo viên cứ chẳng ai chứ nó bị giúp hormone melatonin làm cái bộ phận tay để like nó bị để dùng mưa tu sạp để có bệnh lý để chơi mau bị tu sạp nên cứ việc miễn chết mà giang cái hai thằng blue light này tao blue light nó cứ việc tới rung khan càng càng làm hormone melatonin này anh chứ việc thua ao dương kì ọt lụa thì mới thua dương bộ bạc cái nông càng kì mình tên chứ anh chỉ hai phần thì mũi hai phần thì biết để nhóm vô khơi cứ nó bây giờ dương scroll trong Facebook cả đời rồi coi dương scroll trong YouTube dương mơ rương ấy cả đời viên nó xa là bò rồi miên ở nâng á bây giờ dương bật tù sạp liêm đại nó lấy tóc dương tới bây giờ dương kê nhưng mẹ rõm thằng ôi chất bò dương kết tư lơ ở rương thằng ở nâng đầy lại ưu tì hóa nè ưu tì hóa dương scroll trong Facebook dương ăn trong bò rồi miên ở lộ tử nhưng với thờ dương bà rõm với thờ dương hơi dương cái hai thằng kê nhận lùa ở xem xây như thế anh nói cái hai palm với tiền để dựa ở cua para tu sắm môn pe để dựa kê chẳng là khăn sập hơi nó cứ quạt bàn vậy đấy thà chấm rơi đầu ông phật cứ để dựa pe mà mau môn pe dựa châu kê nó cứ cầm mờ cứ chạm tu sắm cái sao cứ chạm cầm tơ cái đó cứ chạm tu tu cái đó mê thà khăn ông pe mà mau môn pe dựa châu kê nó cứ hàm mờ bự bự à obacot ở anh của anh bởi chụp bùa nhóm viên bà đáy này tỏ khả nếp bùa bởi tự lọp nhóm bà tỏa kì nó phê dụ nhóm chụp chật mơ rướng cứ mơ nè lờ Netflix chẳng nhóm mơ rướng nè lờ Netflix hai bà nhóm chụp kì chẳng đồng rời nhóm chụp mơ rướng rời nhóm phở bê mà màu môn bê chụp kì nâng đồng bây giờ thử ếp xếp viên bà đáy bên tay nhóm có xe mẹ chất thả lời nhóm rơi thật cả lạ màu bà này ưu thơ nhóm chọn kì mong bốn chẳng nhóm bà gọt chìa mong bây cả lạ kì nhóm tục tu sạp cho giờ này chúng nhóm có kết thân nhóm thời từ lâu từ lọp thầm mày đầm bơi mà chuẩn nuôi từ lọp mơ đường và nhóm chương mình thắc nông dạ bây sang sang một tí nhóm ai thử ấy bạn khá nhóm có đôi khi sẽ cam một phiên chuẩn bơi để chui nhóm cây hành ngược màu phù phuyên từ đời cầm lang chất cầm lang cài tại một đồng nhóm đang chạy lên nhà tọt nên được biết lời nâng từ lọp tim môi cứ từ xe cô đang hỏi thật ta sẽ ai dương đang thử ấy khá anh nói sung khăn khá lang mình tên nhà tọt nè sẽ ai dương chọn thử ấy ai kia đây chỉ riêng sung khăn để dương cứu thử sẽ cam một phiên ấy khá để dương thử thử nâng ngày sẽ chúng nó phải để dân xây cho việc tốt nên tao hãy đăng thông viên mình là thảo bây giờ thì mũi nó phải để dân kênh tới vì chui ở dân kênh chậm lũ để xa tay nó phải để dân kênh dân ở trong bài thực khoa khoa là stars ai dân thật với thử ấy thế để xa dân thật xây vì cho hay hay tí bí vì chui ở dân nó phải để dân ngư bị kênh mọc liêm cứ dân mình là rộng thay dân mình tự đau dân mình là rộng thay dân đăng thay dân thử ấy để xa ấy dân bán thay dân tốt bị dụng hào ấy thay ok nhóm người mong nhóm thuở này mong đi nhóm thuở này hay mong đi nhóm thuở này chẳng vì chui ôi kè rồi nào bị trăm ngày bỏ dưới nó cứ vì mình tự đại tâm trao dương mình chạy thật chạp ở này chạp ở nụ thử ở này thử ở nụ tạm được chật đến chẳng hai bạn chỉ hai phò nè tỏ khả nè cua tại tự xê cho thật ta dương cua
ឬក៏យើងចង់ធ្វើអីនៅថ្ងៃបន្ទាប់សកម្មភាពទី2គឺអានសភៅអានសភៅគឺជាផ្នែកមួយនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយវាក៏ជួយខ្ញុំឲ្យឆាប់ចូលគេងលក់ដូចគ្នាព្រោះទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍អត់នៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមពីផឹករហូតមកដល់យប់ខ្ញុំជឿថាយើងឆ្លងកាត់នៅរឿងរ៉ាវជាច្រើនសកម្មភាពជាច្រើនវាអាចធ្វើយើង stress ដែរពេលខ្លះខ្ញុំជឿហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់យើងអានសភៅយើងអានធំតែ6នាទីនៃការអានសភៅអាចកាត់បន្ថយការ stress រហូតទៅដល់68%អានឹងគឺជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវគេបង្ហាញឲ្យយើងឃើញអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយអានសភៅគឺវាជួយកាត់បន្ថយយើងកុំឲ្យ stress ខ្លាំងហើយមួយវិញទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗចេញពីសភៅដែលអ្នកទាំងអស់នេះអានថែមទៀតផងហើយក៏វាអាចជួយឲ្យយើងឆាប់ងើយគេបានផងដែរអញ្ចឹងហើយវាជាសកម្មភាពមួយដែលខ្ញុំធ្វើជាប្រចាំមុនពេលដែលខ្ញុំចូលគេហ្នឹងអញ្ចឹងសភៅគឺមានច្រើនប្រភេទអ្នកទាំងអស់នេះអាចអានជាប្រភេទសភៅក្រដាស់អញ្ចេះឬក៏អ្នកទាំងអស់នេះអាចអានដូចខ្ញុំអាននៅលើ Kindle ច្រើននៅពេលយប់អីអូខេឃើញអត់ខ្ញុំអាននៅលើ Kindle នេះច្រើនដោយសារតែទី1គឺវាស្រួលសម្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងការអានគឺខ្ញុំអត់ចាំបាច់ទៅបើកភ្លើងបន្ទប់ទាំងមូលទេហើយទី2គឺវាមានជាប្រភេទ built-in light ហ្នឹងឯងគឺខ្ញុំអាចសេរីពលឺមកល្មមសម្រាប់ភ្នែកខ្ញុំអាននៅពេលយប់ហើយខ្ញុំអាចអានបានយ៉ាងងាយស្រួលអ្នកទាំងអស់គ្នាវាជួយខ្ញុំអានបានច្រើនខ្លាំងមែនទែនហើយខ្ញុំអាច highlight ខ្ញុំអាច note ខ្ញុំអាច check dictionary នៅលើហ្នឹងហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះវាជួយទៅដល់ការអានសភុជាភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំបានច្រើនខ្លាំងមែនច្រើនខ្លាំងដោយសារតែសភុខ្លះគឺខ្ញុំពិបាករត់ទិញនៅខាងក្រៅហើយវាអន្សំចៃលុយបានច្រើនដែរចំពោះខ្ញុំអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ទិញ Kindle series ដែលមាននៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចតាក់ទងទៅកាន់ Page Google Shop Cambodia ដើម្បីស្វែងយល់ពីព័ត៌មានបន្ថែមហើយខ្ញុំតាមខ្ញុំដឹងគឺនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំងទិញលើកដំបូងហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានsupply free ចំនួន60ក្បាលថែមទៀតផងបូករួមជាមួយនឹងការធានាឲ្យ Google Shop Cambodia ក៏មាន community ដើម្បីជួយ support សុភៅទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាជារៀងរាល់ខែផងដែរខ្ញុំដាក់ link page របស់គាត់នៅក្នុង description ហើយសកម្មភាពទី3គឺសមាធិខ្ញុំប្រើប្រាស់វាដើម្បីរំងាប់ចិត្តខ្ញុំឲ្យវាស្ងប់បន្តិចដើម្បីជួយឲ្យខ្ញុំគេងលក់កាន់តែលឿនអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើប្រាស់សមាធិដើម្បីជួយឲ្យខ្ញុំរំងាប់អារម្មណ៍ដើម្បីកុំឲ្យខ្ញុំគិតរឿងអញ្ញាញច្រើនពេកហើយវាជួយខ្ញុំច្រើនវាជួយខ្ញុំឆាប់កេងលក់ហើយតិចនិចដែលខ្ញុំធ្វើវាច្រើនគឺបែបនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺយើងផ្ដោតទៅលើចង្វាក់ដង្ហើមចេញចូលនៅពេលដែលយើងកេងហ្នឹងណានៅពេលយើងបិទភ្នែកហ្នឹងគឺយើងផ្ដោតទៅលើចង្វាក់ដង្ហើមចេញចូលហើយតែខ្ញុំរាប់លេខអញ្ចឹងមើលដកដង្ហើមចូល1ខ្ញុំរាប់1 2 3 4អញ្ចឹងគឺខ្ញុំរាប់បែបហ្នឹងរហូតដល់10អញ្ចឹងនៅពេលដល់10ខ្ញុំត្រឡប់មករាប់1វិញហើយក៏បន្ត1 2បាទ4បែបដឹងរហូតដល់10ហើយត្រឡប់មករាប់1វិញហើយទទួលស្គាល់អ្នកទាំងអស់គ្នាវាមិនអាចហាមចិត្តរបស់យើងមិនឲ្យគិតលើរឿងអីសោះបានទេដោយសារតែវាជាធម្មជាតិរបស់យើងទៅហើយវាជាធម្មជាតិរបស់សត្វលោករបស់យើងហ្នឹងគឺចិត្តរបស់យើងគឺវាត្រូវតែគិតលើរឿងផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់យ៉ាងហោចណាស់ក៏វាបានរំងាប់ចិត្តរបស់យើងកុំឲ្យគិតផ្ដេសផ្ដាសច្រើនដែរហើយវាជួយឲ្យយើងគេងលក់ស្រួលផងដែរសូម្បីតែលោកមាតូវ៉ូខឺហ្នឹងក៏គាត់បាននិយាយដែរគឺវិធីដែលជួយយើងគេងលក់លឿនគឺ meditation គឺសមាធិហ្នឹងឯងសរុបមកខ្លីមកគឺគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់គេងឲ្យបាន8ម៉ោងពិតជាសំខាន់មែនទែនសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំទទួលស្គាល់តាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងនៅពេលដែលខ្ញុំគេងគ្រប់8ម៉ោងគេងគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងដំបូងឡើយវាចេះតែមានអារម្មណ៍ថាអឺតិចស្ដាយពេលវេលាខាតពេលវេលាទេគេងច្រើនមែនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាជាផ្នែកមួយនៃជីវិតរបស់យើងបើយើងយល់ថាញ៉ាំបាយសំខាន់យើងត្រូវយល់ថាគេងឲ្យគ្រប់គ្រាន់ក៏សំខាន់ដូចគ្នាប៉ុន្តែពេលខ្លះអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំក៏មិនបានគេង8ម៉ោងរហូតដែរដោយសារតែមានពេលខ្លះទៅមានការងារត្រូវបញ្ចប់នៅពេលយប់ទៅឬក៏ពេលខ្លះទៅត្រូវងើបពីផឹកដើម្បីបញ្ចប់ការងារនឹងជាដើមប៉ុន្តែខ្ញុំព្យាយាមគេងឲ្យបានគ្រប់8ម៉ោងទី1ដើម្បីសុខភាពខ្ញុំហើយដើម្បីផលិតភាពការងារខ្ញុំដើម្បីផលិតវីដេអូជូនទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលរួមមកខ្ញុំបានជាងគេងឲ្យបានគ្រប់8ម៉ោងហើយកំឡុងពេលដែលយើងមុនពេលចូលគេងហ្នឹងគឺ30នាទីហ្នឹងគឺកុំលេងទូរស័ព្ទអីអ្នកទាំងអស់គ្នារកសកម្មភាពអីផ្សេងដើម្បីធ្វើហើយខ្ញុំណែនាំអ្នកថាអាចអានសភៅបានអញ្ចឹងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាមែនទែនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតពីខ្ញុំបាទពលិរតនៈសុខគ្រប់នេះជំនួយទេបាយបាយ